Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Reality Design của mình. Hôm nay mình chia sẻ với bạn mình đã thu hoạch cá bột các bạn. Đây là cá bảy màu guppy rồng xanh này. Đó. Thì hiện tại mình đã cá đã đẻ rồi. Thì mình đã thu hoạch được hơn 200 con cá này các bạn. Bạn thấy không? Rất là nhiều cá nha. Cá đẻ rất là sai rồi. Rồi cá mình xay cối rất là to. Thấy không? Rất là nhiều cá nha. Hơn 200 con nha các bạn. Đây là cá full red này, cũng cá bột luôn nha các bạn. Cá này thì được 5 ngày tuổi rồi nè. Size hiện tại mình cho ăn power cũng rất là to rồi nha các bạn. Sau 5 ngày tuổi thì cá nó bự rồi đó. Đây nữa nè các bạn. Đây cũng size cá bột nè. Đây là cá double red đây các bạn. Thì mình cá này mình cũng thu hoạch được 10 ngày tuổi rồi nè. Đây bạn thấy không, đây là cá full red và coi red hơn là mình bỏ chung này. Đây còn đây là hồ double red của mình nè. Giờ nó sợ nó chạy trốn hết rồi. Đây chứ gì mà. Đây. Còn đây là bèo, bèo rễ đỏ nhà mình nè các bạn. Nè rễ đỏ này nha. Đó các bạn thấy không? Các bạn nào có nhu cầu mua bèo rễ đỏ đây sử dụng cho hồ cá cảnh bể thủy sinh thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Địa chỉ của mình là 286/1 Phạm Bạch, 15 quận Tân Bình nha các bạn. Điện thoại của mình là 0937 288 979 nha. Ok. Thì đây mình cũng còn rong nuôi chó nè các bạn. Rong nuôi chó mình nè, rất là thịt xanh và tốt nha. Được thấy không? Còn bèo Nhật thì đây cũng còn bèo Nhật nữa nè. Bèo Nhật và bèo rễ đỏ nè, rất là nhiều các bạn. Còn đây là bể màu sai cối như mình nè, rồng xanh nè các bạn. Thì hồi nãy mình vớt mình thu hoạch cá từ đây, cũng còn cá con ở trong này các bạn. Được thấy không? Sai rất là to nha. Được thấy không? Sai này khoảng 4-5 tháng các bạn. Cá mẹ cá cha rất là to, sai khổng lồ, sai cối luôn. Đang thấy rồi đó. Đây mình có trồng cây thủy trúc này các bạn. Cây thủy trúc cho mình rất là to nha. Phát triển rất là tốt nha. Các bạn thấy không? Mình có ươm cây thủy trúc nữa. Đây là cũng hồ mình có nuôi bèo nè, bèo cám nè. Cây lạc nước nha các bạn. Đây cũng là hồ cá nè. Cá bột mình bỏ ở đây. Thì size này có nhiều size nhỏ và size lớn. Size mấy từng tuổi nha các bạn. Đây cũng là rồng xanh rồng đỏ nha các bạn. Bạn thấy không? Đây cá con mình vừa nãy mình vớt trong này ra nó vẫn còn nè, rất là nhiều cá nha các bạn. Ở đây mình có bỏ rong đuôi tròn á nên cá nó hẳn trong này nên ít có bị cá cha không, cá mẹ ăn nha. Đó, thấy không? Nó còn rất là nhiều cá này. Cá
cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ mình làm các video tiếp theo các bạn. Bên đây mình cũng có cá bột nữa nè, những cá bột này các bạn, đây cũng là rồng xanh nè, rồng xanh rồng đỏ đây các bạn. Và size này là 2 tháng rưỡi nè các bạn, rất là to nha, nó cá đang ôm bầu chuẩn bị đẻ đó rồi đó. Hiện tại cái hồ này mình cá nó cũng có đẻ rồi, cái size này nó đỏ nó đẻ nè, như con này nó đẻ rồi nên cái bụng nó nhỏ xíu nè các bạn, nó chạy cuốn mắt rồi. Đây nè, cá con của nó nè, bạn thấy không, size này được 10 ngày nè các bạn, cái size rất là to nè. Cái này thì mình đẻ hôm nay luôn nè, nó mới đẻ nữa nè, mình không có vớt ra nha, tại mình chưa vớt, thì một số cái mình vớt, một số cái mình không vớt. Thì đây mình để rong đuôi chó với lại cây cải son nè, cái cải son mình thả trong nước nè, đó mình không có trồng với các bạn, mình thả nó vẫn sống bình thường, mình nuôi rất là nhiều cá nha, trồng mình tự trồng cho cá ăn nè. Còn đây nè, đây rồng xanh của mình nè. Cá này thì size 2 tháng rưỡi hết rồi các bạn, mình có đó ôm bầu và cá mái ôm bầu và cũng đẻ mấy lứa này nè, có một số con nó đẻ, một số con chưa nha. Thấy đây mình nó lại nè các bạn thấy không,